Thông tin về một vụ cháy lớn xảy ra vào trưa hôm qua ở công ty sản xuất giày dép ở khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Theo người dân cho biết, ban đầu cháy chỉ xảy ra bên trong, nhưng khi máy xưởng bị sập, lửa khói bốc lên nguồn ngục kèm nhiều tiếng nổ lớn. Dù nhiều người đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Sau đây là hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường vụ cháy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 15 phút ngày 19 tháng 5, cột khói bốc lên cao từ xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Sinh Trong trong khu công nghiệp Sông Mây, xã Hồ Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân và nhân viên công ty tổ chức chữa cháy tại chỗ, đồng thời thông báo vụ việc cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an huyện Trảng Bom đã huy động người và phương tiện đến hiện trường dập lửa. Do bên trong nhà xưởng có nhiều thùng hóa chất và nguyên vật liệu từ nhựa, cao su nên vụ cháy hình thành cột khói đen đặc, cao hàng chục mét. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhân viên cơ điện của công ty trong quá trình sửa máy đã làm tràn dầu gia nhiệt ra đường ống dẫn dầu dẫn đến cháy lan. Vụ hỏa hoạn tuy không thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản, nguyên liệu, vật tư.